Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hoàng Hà PC và lại là Trang Tây đây. Ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục là series unbox với một chiếc bàn phím cơ siêu hay ho cho anh em luôn. Chiếc bàn phím cơ này tuy không phải là một sản phẩm mới ra mắt, thế nhưng mà với những anh em nào mà chưa trải nghiệm nó thì nó vẫn là mới đúng không? Thế nên, nhưng mà chính ngày hôm nay tôi mang tới cho anh em chính là chiếc bàn phím cơ Neumann GM1000 với một cái tên vô cùng là mỹ miều, đó là hạc vụ ánh trăng hay còn gọi là tiên hạc trăng mây. Và trước khi unbox em nó thì intro đã. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng unbox thôi. Nói chung là trước khi mà unbox bất cứ một cái gì mới thì mình đều siêu háo hức luôn anh em ạ. Và bên trong chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên là bàn phím. Mình sẽ để ra ngoài trước này. Tiếp theo sẽ là một cái... À đây, chúng ta sẽ có cả keycap để thay đổi theo chủ đề. Một chiếc key puller với một đầu là switch puller luôn. Nói chung là với những cái mà có switch puller như thế này, có nghĩa là anh em hoàn toàn có khả năng hot swap thay thế switch. Và mình nghĩ là điều này những anh em nào mà newbie hoặc là những anh em nào mà hay chơi phím cơ sẽ rất là thích. Mình thấy một điều nữa cũng thể hiện được sự chu đáo của nhà sản xuất, đó chính là chúng ta sẽ có sẵn 4 con switch để thay đổi luôn. Một dây kết nối Type-A to Type-C này. Và cuối cùng là hai quyển sách hướng dẫn. Ok, quyển này bằng tiếng Trung và một quyển bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trời ơi mọi người ơi, thực sự rất là hiếm để mà thấy những cái sản phẩm nhập khẩu ở Việt Nam mà có sách hướng dẫn bằng tiếng Việt. Mình thấy đây cũng là một cái sự chu đáo của hãng Neumann luôn. Trong này thì sẽ có tất cả những cái phím tắt mà anh em cần và cũng được giải thích rất là dễ hiểu nữa. Tăng giảm âm lượng này, tăng giảm volume, chuyển chế độ LED, nói chung rất là nhiều. Và cuối cùng mọi người ạ, ở trên chiếc bàn phím này thì sẽ có một cái nắp đậy. Và cái này thì anh em có thể dùng trong lúc mà không sử dụng bàn phím, nó sẽ giúp anh em tránh được cái tình trạng là bị bụng. Rất là chu đáo luôn. Ok, nhìn qua một chút về ngoại hình của chiếc bàn phím này thì chữ được in ở trên phím sẽ có màu vàng này, trên cái nền chủ đạo là màu đen và màu xanh dương. Và nó cũng thể hiện đúng cái tinh thần của chiếc bàn phím này luôn. Mọi người có thể thấy là cái màu đen và cái màu xanh dương ở đây ạ, trông như kiểu là một bầu trời đêm ấy. Và những cái phím màu vàng điểm ở trên này này, nó tượng trưng cho những cái ánh sao. Và trên cái bầu trời đêm đấy sẽ có điểm thêm một vài chú hạc đang bay lượn. Về keycap thì được sử dụng chất liệu là PPT Double Shot. Riêng 5 keycap theo chủ đề sẽ là chất liệu PPT Dye Sub 5D. Vì vậy nên là anh em có thể yên tâm là chiếc bàn phím này nó sẽ có độ bền cao này, không bị bóng sau một thời gian dài sử dụng, không có bám vân tay, không bám mồ hôi. Và quan trọng nhất là cái cảm giác gõ rất là chắc chắn, đầm tay và siêu bám tay luôn. Về tổng quát ngoại hình thì GM1000 có một cái thiết kế thật sự là nhỏ gọn với tổng là 100 phím. Thoạt nhìn qua thì chắc là anh em sẽ tưởng đây là một chiếc bàn phím TKL, nhưng mà thật ra thì nó là bàn phím full size bởi vì là khoảng cách giữa các phím đã được thu gọn lại rồi. Vỏ phím được làm bằng nhựa nhưng mà có độ hoàn thiện vô cùng là tốt. Nếu mà để so sánh với cả những cái chiếc bàn phím có vỏ kim loại thì thực sự nó không có thua kém gì cả. Cầm vẫn rất là đầm tay và chắc chắn luôn. Một điểm cũng khá là hay ho ở trên chiếc phím này đó là các phím F này, phím G và phím số 5 được thiết kế lõm sâu hơn các phím khác để định vị và giúp cho anh em tránh cái việc gõ nhầm. Bên dưới sẽ có 4 feet cao su và đặc biệt là kickstand đôi, và mỗi kickstand cũng có một feet cao su luôn và một hub để đặt USB 2.4GHz hút bằng nam châm. Về kết nối thì chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C với hai công tắc, một công tắc on-off và một công tắc chuyển chế độ với 3 kiểu kết nối là USB, Bluetooth 5.0 và chế độ 2.4GHz. Vậy thì tổng cộng chiếc bàn phím này có khả năng kết nối tới 5 thiết bị, 4 kết nối không dây và 1 kết nối có dây. Vậy nên là anh em hoàn toàn có thể kết nối với cả các thiết bị như là laptop, MacBook, máy tính bảng, các thứ, chung rất là tiện lợi. Mình sẽ phải thêm một điểm cộng cho em bàn phím này bởi vì là nó kết nối được siêu nhiều thiết bị, có thể kết nối được cả hệ điều hành macOS và Windows luôn, và cái cách chuyển đổi cũng rất là dễ dàng. Và với một người mà sử dụng cả MacBook và Lab Windows như mình thì mình thấy là chức năng này phải nói là vô cùng tiện. Và ở trên bàn phím cũng được đánh dấu các nút chức năng cho cả Mac rồi nên là anh em không lo là khó dùng đâu nhá. Pin dung lượng lên tới 3000mAh, tức là tương đương với cả 150 giờ sử dụng không LED, 10 giờ sử dụng liên tục có LED và có chế độ đèn báo thông minh luôn. Chiếc bàn phím này thì sẽ không xuyên LED, tuy nhiên là anh em yên tâm vì ở phía bên dưới này nó sẽ là một cái hệ thống RGB có tới tận 20 chế độ và có hiệu ứng chuyển siêu mượt và thậm chí là có cả phần mềm riêng để anh em có thể tùy chỉnh luôn. Vậy nên là bây giờ mình sẽ cho anh em xem qua một vài những cái chế độ chỉnh LED để cho anh em thấy nhé.
Ok, bây giờ thì mình sẽ sao test cho anh em phiên bản Jeep Pro Yellow này nhé. Theo thông tin từ nhà sản xuất thì chiếc bàn phím này đã được lúp sẵn rồi, thế nên là anh em sẽ có những cái trải nghiệm bấm khá là mượt. Tuy nhiên là cái mức độ lúp thì nó sẽ không thể nào bằng được với cả những anh em nào mà chơi phím cơ chuyên nghiệp. Thế nhưng mà với những người dùng cơ bản thì mình nghĩ là đây cũng đã là một cái sự chu đáo đến từ nhà sản xuất rồi. Thế nên là anh em nào mà newbie nhá, không cần phải lọ mọ custom mỏi tay đau đầu làm gì cả, mà anh em có thể múc ngay GM1000 dùng cho nó ngon. Và thêm một vài thông tin nếu mà anh em chưa biết thì loop switch có nghĩa là bôi trơn switch để cho cảm giác bấm phím mượt mà và nó sẽ nhẹ tay hơn. Và loop switch thì sẽ giúp cho người dùng gõ phím đã tay hơn này và hạn chế được cái tình trạng mỏi tay nhờ việc các cái stem ở phía bên trong switch trơn tru và chuyển động linh hoạt hơn. Thật ra là với sản phẩm bàn phím cơ thì qua một cái video thôi mình nghĩ là không thể nào mà truyền tải hết được cái trải nghiệm của mình để cho anh em xem được. Và cái cảm giác gõ của mỗi người thì mình nghĩ là nó cũng khác nhau nữa, nên là mình vẫn recommend anh em là ra trực tiếp store để trải nghiệm thực tế em GM1000 này nhá. Và hiện tại thì tất cả những sản phẩm của Newman đều đang được phân phối tại hệ thống showroom của Hà PC trên toàn quốc. Ok, và tổng kết lại thì với tầm giá khoảng 2 triệu thì chiếc bàn phím này mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những anh em nào mà cần một chiếc bàn phím có độ hoàn thiện cao hoặc là cần kết nối nhiều thiết bị, kể cả là MacBook hay là Windows luôn. Và cái thiết kế của nó thì cũng rất là nhỏ gọn, kích thước nhỏ gọn này và thiết kế thì cũng khá là đẹp mắt. Chỉ có một điểm trừ duy nhất mình thấy, đó chính là bởi vì là khoảng cách các phím nó được thu gọn lại rồi nên là kích thước của các cái phím này nó sẽ nhỏ hơn so với cả bàn phím thông thường một chút. Vậy nên điều này sẽ làm cho anh em nào mà mới dùng ấy thì sẽ dễ bị bấm nhầm. Tuy nhiên là sau khoảng 1-2 ngày sử dụng thì mình cũng đã quen rồi, nên là điểm trừ này mình thấy là không đáng kể lắm. Ok, và sau đây là tất cả chi tiết về chiếc bàn phím cơ này. Anh em nghĩ sao thì có thể comment xuống dưới cho mình biết nhé. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Nga PC. Bye bye.